Kim Nguyên Bảo sở hữu chất giọng khá lạ tai, ngoại hình cũng không quá bắt mắt so với mặt bằng chung. Nhưng bằng lý do nào đó anh lại đang khá nổi tiếng và được ban tổ chức sự kiện lớn chọn mặt gửi vàng. Nối tiếp thành công của 7 mùa trước, We Choice Awards 2023 chính thức trở lại với chủ đề Dám đam mê, dám rực rỡ. Sau một tháng mở cổng bình chọn với nhiều hạng mục đề cử, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình của đông đảo khán giả. Và chưa đầy một ngày nữa, đêm gala vinh danh và trao giải sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Để những niềm cảm hứng được tỏa sáng rực rỡ, người đảm nhiệm vai trò dẫn chính trong gala We Choice Awards 2023 là tiến sĩ MC Kim Nguyên Bảo. Đây là lần đầu tiên anh chàng này trở thành người cầm trịch tại We Choice Awards, cùng bạn dẫn Hoa hậu Lương Thùy Linh hứa hẹn mang đến những cảm xúc trọn vẹn nhất. Kim Nguyên Bảo hay Bùi Nguyên Bảo sinh năm 1992 tại Phú Yên, là cựu sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chàng trai với giọng nói miền Nam Trung Bộ nhanh chóng gây ấn tượng bởi những hoạt động năng nổ trong các phong trào sinh viên và cũng hình thành đam mê, bén duyên với công việc MC tại những sân khấu của trường. Những ngày đầu mới ra Hà Nội học trường báo chí, cú sốc văn hóa đến với Nguyên Bảo thậm chí có phần nặng nề hơn các bạn sinh viên khác. Vốn là một cán bộ đoàn hội năng nổ và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn học phổ thông. Bước chân vào đời sống giảng đường, cả phong cách cán bộ đoàn và hội sinh viên trong trường cũng khiến anh phải làm quen rất nhiều. Đã vậy, chót đam mê nghiệp MC, những ngày đầu cầm mic của Kim Nguyên Bảo cũng lắm gian nan. Giọng nói đặc trưng của miền Nam Trung Bộ ban đầu khá khó nghe, lại thêm thiếu thước tấc và khuôn mặt không ăn hình lắm nên nghiệp MC của Nguyên Bảo bắt đầu từ những chương trình dành cho sinh viên. Dẫu vậy, trong một môi trường mà nhân tài dẫn chương trình đầy rẫy như báo chí thì việc khẳng định mình cũng hết sức khó khăn. Dần dần, chất giọng lạ, cái duyên cùng sự hóm hỉnh đã mang tới cho chàng trai chín ít những show đầu tiên. Từ dẫn miễn phí cho các chương trình ở nơi mình theo học, rồi tới các trường ngoài như Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Kim Nguyên Bảo trở nên có tiếng hơn, thậm chí còn có cả những người hâm mộ. Nói về những ngày đầu đi làm MC, Nguyên Bảo nhớ lại khoản cát xê ít ỏi đầu tiên mà bản thân nhận được là 100.000 đồng. Là những ngày mùa đông phải dậy từ 4 giờ để bắt xe buýt sớm cho kịp chương trình buổi sáng. Với chàng trai trẻ, những đánh giá thiếu thiện cảm về giọng nói đôi khi còn hơi khó nghe và sở hữu phong cách thời trang thảm họa là không tránh khỏi. Nhưng anh không nản lòng và nhận lấy mọi lời khen chê, rút kinh nghiệm từ thất bại để hoàn thiện bản thân. Công việc MC cũng mang tới cho Kim Nguyên Bảo nhiều trải nghiệm mới mẻ, thậm chí có phần khá liều lĩnh. Như khi nhận lời dẫn chương trình cho trường ngoại thương về một cuộc thi tìm hiểu chứng khoán, bên cạnh việc lung tung sách vở và tra cứu về các thuật ngữ chuyên ngành tài chính, chàng trai được hiểu thêm rất nhiều kiến thức kinh tế mà một sinh viên học chuyên ngành liên quan đến xã hội có thể ít quan tâm. Điều đáng nể của Kim Nguyên Bảo không chỉ dừng lại ở mức độ thành công trong vai trò MC mà còn cả một list dài những thành tích khủng khiến ai đọc vào cũng trầm trồ. Theo đó, trước khi trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, Nguyên Bảo là thủ khoa đầu vào kỳ thi thạc sĩ quan hệ quốc tế và tốt nghiệp với điểm bảo vệ luận văn 9,4 tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. 3 năm sau, chàng trai trẻ tiếp tục bảo vệ xuất sắc luận án, trở thành tiến sĩ quan hệ quốc tế, nghiên cứu giảng dạy về quan hệ quốc tế và truyền thông tại nhiều trường đại học cùng giải thưởng nghiên cứu Biển Đông xuất sắc. Không những thế, Kim Nguyên Bảo còn là đại biểu chính thức của Việt Nam tại chương trình trao đổi thanh niên Đông Á, Nhật Bản, Genesi, Ấn Độ, ASEAN, AISEP. Hiện tại, Bảo là MC trên kênh VTV2, VTV5, HTV7 và từng dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình, sự kiện lớn. Ngoài ra, chàng trai gốc Phú Yên còn được biết đến là người sáng lập trung tâm đào tạo MC và kỹ năng thuyết trình KNB Enhance, nơi nhiều MC và quán quân các cuộc thi người dẫn chương trình khởi đầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề cùng với những trải nghiệm, hoạt động đa dạng trong lĩnh vực xã hội, MC có học vị tiến sĩ Kim Nguyên Bảo luôn là gương mặt được nhiều chương trình tin tưởng lựa chọn. Với anh, việc có bằng tiến sĩ, từng làm công việc nghiên cứu giảng dạy và rồi sẽ hướng làm MC là một sự sóng đôi, hỗ trợ tốt cho công việc. Bởi người dẫn chương trình gốc Phú Yên vừa có tư duy khoa học, vừa có sự hấp dẫn, duyên dáng nên luôn có thể biến hóa nhịp nhàng, ghi điểm khi cầm trịch các chương trình lớn. Tại We Choice Awards 2023, Kim Nguyên Bảo ngoài vai trò MC, anh còn tham gia vào quá trình lên kịch bản và biên tập nội dung cho đêm gala. Công việc của anh chàng là tìm ra điểm chung của các phần trình diễn, những câu chuyện truyền cảm hứng, các cá nhân thú vị để vừa làm nổi bật từng người, vừa tổng hòa được các yếu tố, yêu cầu từ đạo diễn. Với loạt thành tích đáng nể, nhiều người mong chờ màn thể hiện sắp tới đây của MC Kim Nguyên Bảo tại We Choice Awards 2023. Bằng những thế mạnh, kinh nghiệm của mình, Nguyên Bảo cùng bạn dẫn Hoa hậu Lương Thùy Linh chắc chắn sẽ góp phần thắp lên những niềm cảm hứng dám đam mê, dám rực rỡ trong đêm gala. Mega Livestream Gala vinh danh và trao giải We Choice Awards 2023 diễn ra vào lúc 17:30 ngày 27 tháng 1, được phát sóng trên toàn bộ hệ thống truyền thông của VC Corp và các đối tác truyền thông, nền tảng TikTok, siêu ứng dụng Vion, tập đoàn truyền thông và công nghệ MCV.